Thứ sáu thì theo sách Khổng Minh Lục Diện là ngày lưu niên, tức là ngày hung, ngày này công việc rất là khó thành. Việc luật pháp, giấy tờ, ký kết hợp đồng, giao dịch cũng rất là khó hành thông và chú ý thị phi. Thứ sáu là ngày mùng 10 tháng 2 2023, âm lịch là ngày 20 tháng 1, tức ngày Kỷ Hợi. Can khắc chi, thổ khắc thủy, nạp âm là mộc. Ngày này mệnh mộc thì được những cơn mưa của hành thủy tưới, cho nên vẫn là tươi tốt. Còn người mệnh thủy thì được người mệnh thổ khắc chế, cho nên là tiêu pha nó được tiết kiệm hơn. Ngày này theo hiệp khí biện phương thư sẽ có nhiều sao xấu, như là sao cẩu dạo, thổ phủ, sao địa phá, sao nguyệt hư, cho nên là rất là kiêng kỵ việc cưới hỏi thì ly biệt, khởi công đồng thổ, xây dựng chôn cất thì bị tai họa và trùng tang, cho nên quý vị cần lưu ý không nên tiến hành. Ngày này xuất hành theo Khổng Minh là ngày Kim Thổ, là ngày xấu, ra đi nhỡ tàu xe, công việc trì trệ, lại mất của dọc đường, rất là gặp nhiều bất lợi. Quý vị cần cân nhắc trước khi tiến hành công việc của mình cho được thuận lợi.